người thù rất dai. Ghi vào sổ, lươn lẹo ăn vụng bánh mực cay, người nghiện sạch sẽ. Bẩn hết tay rồi, lau sạch ngay, người mê tiết kiệm. Ăn một miếng thôi, chỗ này đủ ăn cả năm. Người khó lựa chọn, ăn túi nào trước đây? Khó nghĩ quá đi. Người thích khoe khoang, túi thứ tư, thêm túi thứ năm, mình có rất nhiều bánh mực cay. Không ổn rồi, mình đi ra đây chút. Mì cay có vấn đề à? Phục vụ. Có chuyện gì ạ? Bạn tôi ăn mì cay, bị làm sao rồi kìa? Chắc nhầm lẫn thôi. Không tin anh ăn thử. Không ổn lắm đâu. Không ăn tôi báo cáo đấy. Được rồi. Cay cay ngon ngon. Nậm đà vị ớt. Không ổn rồi. Tôi biết ngay mà. Làm gì thế? Ăn mì cay quá, tôi vừa đi lấy nước. Thế sao anh lại nhăn nhó? Tôi đang bắt ẻ chứ sao? Xấu hổ quá đi. Hôm nay đào được kho báu, để xem bên trong có gì. Đó là chiếc bút thần kỳ, vẽ gì đều biến thành thật. Úm ba la, biến. Chén thôi nào. Đậm đà thấm vị. Ngon ngon nhức nách. Ăn hết mất rồi. Lần này vẽ thật nhiều, để ăn cho nó đã. Úm ba la, biến, biến, biến. Hết mực rồi à? Gì vậy trời? Tan miếng thành chanh. Mì trẻ em ngon thật. Này, sao vậy? Làm bạn trai tớ. Có điều kiện, phải có mì trẻ em. Cái này đơn giản. Có đi đã rồi tính. Giòn tan đã mồm. Này, sao nữa đây? Tớ có xinh không? Wow. Công nhận xinh gái thật. Tớ thích cậu. Mở được rồi này. Ừ, 10 đồng đây. Thưa cô, giá là 100 đồng. Mở mỗi cái cửa, anh chém giá à? Không phải vậy mà. Chứ sao nữa hả? Tại tôi 3 ngày chưa ăn gì. Đấy là việc của anh. Nhưng mà... Được rồi, để tôi xử lý. Anh ăn bánh này đi. Cảm ơn cô. Giòn tan đã mồm. Nhân kem béo ngậy. Tôi không trả thêm đâu nhé. Tôi trả cho anh. Thật à? Còn về cô thì... Tự mà mở cửa đi. Ăn bánh kem nào? Mất điện hả? Gì vậy? Ai đã ăn vụng bánh của tôi? Lúc nãy mất điện, anh ngồi tại chỗ. Em thấy bốn mắt đi đâu đó? Tôi không biết, đang bài rất tóp tóp. Để suy nghĩ thêm. Bông lan mềm mại. Nhân kem béo ngậy. Ngon ngon nhức nách. Mọi người, tôi đã biết là ai. Là ai? Này, ai ăn chậm thì phải rửa bát. Lát rửa bát nhé, lêu lêu. Chén thêm con gà quay. Dưới sốt ớt lên. Đậm đà mỹ vị. Gà quay ngon thế, để đi xới thêm cơm. Ngon ngon nhức nách. Chén thôi nào. Ăn xong rửa bát, lêu lêu. Sao còn toàn xương? Bánh phu thê của anh. Đừng đi, hãy đến ăn cùng tôi. Nói em hả? Vâng, có món bánh em thích. Sếp em đã dặn, không hẹn hò ở chỗ làm. Có vấn đề gì, cứ đến gặp tôi. Thật là mạnh mẽ, đúng gu của mình. Bánh phu thê nhân đậu. Mềm mềm ngon ngon. Ngọt bùi thơm thơm. Bánh ngon lắm, anh ăn thử đi. Cô gọi tôi hả? Tôi đang gọi điện thoại. Không có gì đâu, bánh của anh gọi đây. Kỳ lạ ghê. Xấu hổ quá đi. Chắc là đúng rồi, em chờ lâu không? Chào anh. Da của em trắng quá, là thật hay bôi kem phủ? Tất nhiên thật rồi, em đi ra đây chút. Đổ ớt bột vào sợi cay, để xem có bôi kem không. Anh thông cảm nha. Không sao, em ăn sợi cay này. Vâng ạ. Cay cay ngon ngon. Đậm đà thấm vị. Cay đổ cả mồ hôi. Chảy hết kem rồi, đã có cách. Da em vẫn ổn chứ? Tất nhiên. Quá tuyệt vời. Cho hôn cái nào. Buông tôi ra. Làm sao, có kêu to nữa cũng không ai cứu đâu. Tiếp tục nào. Đứng yên. Hai bạn cứ tiếp tục đi. Này chị gái, giúp em với. Không có gì đâu. Im miệng ngay. Hơi kỳ lạ nha. À có cách. Mời hai người ăn thịt cay. Đưa cho tôi. Đậm đà mỹ vị. Ngon ngon nhức nách. Món này ngon đấy, nhưng mà hơi cay. Vậy để bé này đi lấy nước, đi nào. Đứng lại. Bỏ cuộc đi, tôi đã báo công an.
Bà chủ, lấy hai cốc chè. Tận hai cốc. Đúng rồi, nhanh lên nhé. Vâng, có ngay, chè của bạn. Cảm ơn, ăn hết không ta? Ngọt ngào mê say. Ngon ngon nhức nách. Dọn giúp tôi. Được thôi. Em tới lâu chưa? Em vừa tới thôi. Muốn ăn gì nào? Gì cũng được ạ. Lấy tôi hai cốc chè. Chè của anh chị. Ăn thử đi, ngon lắm. Ăn xong rồi. Hả, không thích à? Em đang giảm cân, tiết kiệm nữa. Em đúng là cô gái tốt. Thảo, cô gái tốt. Chém nào, mất điện à? À? Ai đã ăn vụng đồ của tôi? Trời ạ, em đang giảm cân, không ăn đâu. Tôi còn đang bận trang điểm, không để ý. Mình đang đọc sách, làm sao ăn được? Để suy nghĩ thêm. Tôi đã biết là ai. Là ai? Chân gà cay cô gọi. Này, lấy một chai nước ngọt. Dai dai sần sật. Ngon ngon nhức nách. Nước ngọt đây. Còn đây là tiền thừa. Này, lấy thêm chai nước nữa. Đá luôn. Đói quá đi. Chị này, sao đá bánh của người ta? Không phải việc của bạn. Để nhập tiếp. Bánh này bị hỏng rồi. Cho tiền dưới đáy thùng, rồi đặt đồ ăn lên trên. Này bạn, ăn thử bánh sushi đi. Cảm ơn chị nhiều. Ngon ngọt dẻo thơm. Bánh sushi ngon thật. Vậy nhớ ăn hết bánh trong thùng nha. Chén bánh ốc quế nào. Mất điện à? Ai đã ăn vụng đồ của tôi? Em đang giảm cân, không ăn đâu. Anh đang bận đếm tiền, không để ý. Ăn món này ngọt lắm, dễ nổi mụn. Để suy nghĩ thêm. Nhân kem béo ngậy. Giòn tan đã mồm. Mọi người, tôi đã biết là ai. Là ai? Khi mới yêu nhau. Anh xé gà cho em ăn đi. Sao em không tự ăn? Không muốn, món này dầu mỡ lắm, em không dám tự xé đâu. Khi yêu nhau lâu. Gì vậy? Đậm đà thấm vị. Ngon ngon nhức nách. Quá dữ. Làm sao, gà nhỏ lắm không đủ chia. Cạn lời. Ai dám hút thuốc ở công ty, bắt đầu tuyển nhân viên mới. Đầu gấu lên trước. Bạn cầm ăn thử đi. Ăn thử chứ gì, quá đơn giản. Lộ rồi. Thói quen cầm thuốc lá. Loại. Tiếp theo. Khoan đã, chấm thêm tương đi. Biết gạt tàn thuốc. Loại. Tôi ăn thử nhé. Cay cay ngon ngon. Đậm đà thấm vị. Ôi cay quá. Bạn làm rất tốt. Này, cầm về lát ăn. Thôi xong rồi. Bạn cũng bị loại.